hồi hồi xưa mà, cái hồi mà chưa có điện thoại, tiền tin cho nhau mà chưa có điện thoại, không phải như điện thoại bòn đâu, chưa có điện thoại bòn luôn, là người ta tiền với nhau bằng cái gọi là điện tín mà mấy người dân mình hãy dùng cái từ là đánh dây thép đó, đánh dây thép. Thì có vợ chồng anh đó, anh chồng anh đi lùm ăn xoa, cái bữa đó anh mới quên cái điện tín về cho bà vợ. Thì ảnh đánh điện tín về thì bên nhĩ bon nhận được điện tín mới kêu bà vợ lên nhận thông tin. Thì lên thấy vỏn vẹn là có số tốn với chữ ách chứ mấy, gọi là tốn ách á, vỏn vẹn có tốn ách chứ mấy. Bà vợ bà lên mới nhận điện tín sang thì bà về nhòi. Mà nhĩ bon ảnh mới nghi ngờ, ngồi ảnh dịch không ra mà ảnh mới sợ là bởi vì hồi nó thường chiến, sợ là có hùm ý chi đai là những cái vấn đề liên quan đến là có an ninh đồ này nữa, khủng bố rồi phản động đùm lum đó, chiến tranh mà. Mà Mỹ bọn mới cho người kêu bà vợ lại điều tra vô là bắt đầu cuối cùng biểu quả phải khe tốn ách là chi, bà vợ bà không khe, nhất quyết bà không khe. Mà Mỹ bọn ông mới hù ông kịch trừ mà bà không khe là tôi đưa lên tỉnh, đưa ra trong ương cho bà biết. Bọn ngày nó bà sợ quá cái bà mới khe, nó kêu dọa tốn ách là hắn là cái mặt khảo, là cái quy ước của vợ chồng em thôi chứ không có chi. Cái mặt khảo quy ước chi một khi đi dọa ấy, chồng em muốn nói là chồng em đi lùm xoa chuẩn bị về nay nha, sửa soạn sạch sẽ sẵn sòn sung sướng. Sửa soạn sạch sẽ sẵn sòn sung sướng.